Con này nhìn ghê hơn cái con trước nữa. Ủa giống giống. Rồi 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 rồi, không xin về hơn rồi. Sao ta làm mê? Con này con này mạnh hơn cái con kia luôn á mẹ. Ta chém nó không xin ghê luôn á. Ok, hold on, để ta đổi chiêu. Chết ngắt luôn rồi. Oh, fuck me. Nó ta chém nó không xin ghê luôn á man, con này mạnh lắm. Con này mạnh cấp. Rồi, never mind. Never mind. Con kia đánh chưa xong nữa. Chơi đã luôn không? Chơi luôn, nhào vô. Vô. Thật, tao quýnh vài cái là lên đường. Oh shit, mới nói xong. Yup, easy. À, con ngựa nè. AOE mà. Mi kiếm thằng nào bự nhất bắn. Ồ, đồng quá vậy? Ừ. Mi, ta khoan. Nhớ. Oh shit, nó thấy rồi. Oh, what the fuck, man. I got you, man, I got you. And then cast lightning. Ta giải quyết hết cái đám hay sao kìa. Zombie này thì không có gì. Ôi nhiều AM quá, đã quá Hưng ơi. Thổi. Ồ hết hết mà nè. Mày chém. Đã quá. U quá trời đồ luôn. Rồi, hiếp mấy anh đó đi. Toàn gì không à? Kệ có còn không. Đi, đồ sát hai quỷ đó. Tao muốn nó drop cái khiên mà chưa... Không bữa giờ vẫn chưa được hả? Dạ yeah. Thôi mi đi mua luôn đi. Đâu có đâu. Có nè, tao thấy ở trong round table nó có một cái gì mà... Đó là cái khiên cũ của ta đó. Ồ vậy hả? Khiên stock của ta đó. Cái đó nó bán cho mấy thằng mà... Cho mấy người khác. À. Rồi thẳng tay hơn, đồ sát. Hưng dã man quá. Rồi hết mana rồi. Đồ sát man. Oh yeah. Yeah man. Yeah man. Để ta lấy đồ coi. Trời đánh nhau chí chóe vậy mà có 4.000 đô vậy. Thất vọng quá. Mày khúc đầu thôi mà. Cái này đáng lẽ là dành cho khúc đầu đó man. Có axe. Cái crack.